Trên Facebook cá nhân, Thủy Di bà xóm chính của rapper Tiến Đạt đã gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thời trẻ của ông xóm, kèm chia sẻ đầy dí dỏm, ủa đây là ai sao hồi nhỏ dài em không biết. Sao tự nhiên lấy hình người ta ghép tên mình vô chi vậy? Thông qua những hình ảnh này có thể thấy, Tiến Đạt thời trẻ cũng chiếm hữu hình thức điển trai, bảnh bao không hề thường cảnh bất cứ mỹ nam nào. Được biết, đây đều là những hình ảnh được khắc ghi khi anh mới nhập cuộc nghệ thuật, đang ở độ tuổi đôi mươi. Ở phần bình luận, nhiều bằng hữu, người theo dõi cũng không khỏi bất thần khi nhìn lại hình ảnh thời trẻ của anh. Ngoài những lời khen về vẻ điển trai, phong độ, nhiều người còn thừa nhận khó có thể nhận ra đây là Tiến Đạt bởi hiện tại, nam rapper đã chững chạc hơn nhiều nhưng vẫn giữ được nét đẹp thanh xuân vốn có. Vẻ điển trai, phong độ thời đôi mươi của rapper Tiến Đạt. Hiện tại, anh đã chững chạc hơn trước rất nhiều nhưng vẫn giữ được nét đẹp thời thanh xuân. Nhiều bằng hữu của Tiến Đạt còn nhận xét, sau khi kết duyên cùng bà xóm Thủy Di, anh cũng trẻ hơn trước đây rất nhiều.